Cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là quạt gió giảm lạnh trong xe của xe Mitsubishi Zinger 2011 đến 2013. Sản phẩm là hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Sản phẩm được thiết kế là phần cánh quạt và phần đuôi quạt là nhựa ABS cao cấp. Đây, ABS cao cấp này. Đấy. Đây là 3 điểm để chúng ta bắt lỗ quạt vào đây. Đây, đây là hai giắc điện này. Đấy. Cảm ơn anh em đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT, số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.